Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, người khôn ngoan ai cũng mong muốn sống lương thiện và độ lượng vì họ hiểu rằng đó là cách tu dưỡng tốt nhất để có thể nhận được phúc báo, được sống sung sướng nửa đời về sau. Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Có những loại người, dù bạn thật lòng hay là chơi hết mình đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng dùng sự thật tâm để mà đáp lại bản tính lương thiện, độ lượng của bạn. Trên thế giới này, 9 người 10 ý. Chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Đối với những người coi thường chúng ta, không cần để ý, cũng không cần lãng phí cảm xúc buồn tủi hay là bực bội để làm gì. Mà ngược lại, nên tận lực tránh xa họ càng xa càng tốt. Và cũng có những kiểu người bạn nên sống ích kỷ, đừng quá độ lượng, nhượng bộ với họ nếu như không muốn bị họ chơi lại một vố thật đau. Đó là những kiểu người nào, hãy cùng tham khảo và để có thêm kinh nghiệm sống quý vị nhé. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ clip để ủng hộ kênh quý vị nhé. Sống ở đời, dù độ lượng đến mấy cũng phải ích kỷ với ba người này. Thứ nhất, người nhờ vả những việc ngoài khả năng của bạn. Biết giúp đỡ người khác là bản tính tốt, nhưng không phải cái gì được nhờ cũng làm và ai nhờ cũng giúp. Đối với việc được nhờ vả, và người nhờ vả bạn, hãy suy nghĩ ngay đến hai vấn đề. Một là việc đó bạn có làm được hay không? Và hai là người đó có xứng đáng để bạn giúp hay không? Trên thế giới này có quá nhiều loại người, chúng ta có thể quen biết rất nhiều người, nhưng dù chúng ta có trải đời đến thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn người chuẩn 100%, không thể biết rõ được ai chân thật, ai giả dối. Mỗi người đều có thể tự mình đứng vững, thông qua hàng ngàn thử thách khắc nghiệt của xã hội. Chúng ta không giúp, họ vẫn có thể tự mày mò ra cách khác để giải quyết. Chỉ có điều bước đường trông chênh hơn thôi. Đừng bao giờ nghĩ mình toàn năng đến cái mức có thể giải quyết được tất thảy mọi sự việc trên đời. Ngẫm nghĩ lại xem, nếu việc của mình đã tốt rồi thì hãy nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác. Nếu là người bạn thực sự, xem trọng bạn, đối xử tốt với bạn thì họ sẽ hiểu bạn. Hãy nói khéo léo sự thật với họ để họ thông cảm cho bạn. Bạn bè đúng nghĩa sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Nếu họ coi trọng bạn, họ nhất định sẽ không làm khó bạn hay khiến bạn xấu hổ. Còn đối với những người chẳng thân thích, cũng chẳng yêu quý nhau thì đừng ngại từ chối thẳng. Bởi chẳng có lý do gì để bạn giúp họ cả. Hãy ích kỷ, đừng rộng lượng nhận lời rồi không làm được. Thì đến lúc đó, biết đâu chừng bạn còn bị họ soi xét, trách móc, mỉa mai. Những người như thế, bạn nên dứt khoát từ chối, không cần khiến mình lún sâu và rắc rối mệt thân. Thứ hai, người luôn coi thường bạn. Chẳng ai ngu ngốc mà dây dưa, độ lượng với những người coi thường mình. Cuộc sống chẳng thiếu gì những kẻ mắt chó nhìn người thấp. Đối với họ, chỉ có tiền và địa vị là đáng nhắc tới. Còn những người có giá trị lợi dụng thấp, không đáng để họ quan tâm. Còn người ta, 9 người thì có đến 10, 11 ý. Làm sao bạn có thể hoàn hảo đến cái mức làm hài lòng được hết tất cả mọi người? Với loại người luôn chẳng hài lòng về bạn, coi bạn chẳng ra gì, thì hãy sống ích kỷ. Bởi vì dù bạn có làm bất cứ điều gì đi nữa, cũng không thể thay đổi lối suy nghĩ chủ quan của họ. Mà đã như vậy, bạn cũng không cần quá quan tâm, tử tế. Khi tiếp xúc và kết giao với mọi người, dùng mắt nhìn cho rõ, dùng tâm cảm nhận thật kỹ, xem ai thật sự xứng đáng là bạn, xứng đáng để kết giao. Thứ ba, người có vay nhưng không có trả. Loại người này chính là loại chỉ thích lợi dụng người khác, là loại mà dù bạn có tốt thế nào cũng phải ích kỷ với họ, chứ đừng nhân nhượng rồi đem thiệt vào thân. Với loại vay nhưng không trả, tiền bạc là thứ duy nhất có thể khiến cho mọi người trên đời đều yêu thích và muốn có, chứ không phải tình nghĩa. Độ lượng, thương người mà cho loại người này vay tiền, bạn sẽ tự đưa mình đến tình trạng đứng cho vay, quỳ xin trả. Lúc mượn tiền thì ngon ngọt tình nghĩa, lúc đòi tiền thì quay ra thù hằn, ganh ghét. Đến lúc ấy, mất bạn chẳng tiếc, nhưng lại phải ngậm ngùi tiếc vì mình ngu mới cho họ vay. Cho bạn bè vay tiền chẳng có gì là sai, nhưng phải là bạn bè thật sự xứng đáng. Đời người lên voi xuống chó thất thường, nhất định sẽ có những lúc gặp khó khăn, cần tiền gấp. Hãy cho vay vì cái tình, chứ không phải vì mắc nợ nhau.
bởi vì tiền bạc mỗi người đều do mồ hôi, công sức mà bản thân mình tự làm ra. Loại người vay nhưng không trả chính là muốn lợi dụng bạn, muốn chiếm lợi từ người khác nên mới không chủ động tìm bạn trả tiền. Người như vậy không được coi là bạn. Bạn bè thật sự sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà không bao giờ làm việc tổn hại đến lợi ích của đối phương như thế nào. Nếu gặp phải người như thế, chúng ta cứ tránh càng xa càng tốt, càng ích kỷ càng tốt. Cổ nhân đã dạy, muốn biết đức vơi hay đầy, hãy nhìn vào chữ nhẫn. Muốn biết phúc dày hay mỏng, hãy nhìn sự độ lượng. Khi diện kiến mỹ sắc, bạn có thể nhẫn mà không tham luyến ái dục, không phóng túng hành vi của mình hay không? Đây chính là biểu hiện của đức hạnh. Có người phỉ báng, không hiểu bạn, phê bình bạn, oán hận bạn, bạn có thể nhẫn mà không tranh biện với họ hay không? Bạn có thể không đả kích, không báo thù, không kéo bè kết cánh không? Đây cũng chính là biểu hiện của đức hạnh. Đối diện với lợi ích trước mắt, bạn có thể nhẫn mà không tham không? Thấy lợi thì có nghĩ tới nghĩa hay không? Nếu không phù hợp với đạo nghĩa thì bạn có nhẫn được mà không tranh giành hay không? Đây cũng là biểu hiện của đức hạnh. Muốn biết một người có đức hạnh hay không thì nhìn xem người ấy có khả năng nhẫn không. Chữ nhẫn hàm chứa ý vị sâu xa, nội dung bao phủ cũng rất toàn diện. Mọi pháp đều đắc được nhờ nhẫn, tức là xem bạn lúc gặp khó khăn, nhẫn có thể nhẫn được hay không. Khi nghèo khó, bạn có thể nhẫn chịu được cuộc sống bần hàn, tự lực tự cường mà gây dựng tương lai sau này hay không. Khi gặp chuyện như ý, khi được người người mến yêu, liệu bạn có thể nhẫn được mà không sinh tâm hoan hỉ, không tham luyến ái hay không? Đây cũng là biểu hiện của đức hạnh của một con người. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn giảng rằng, khi còn trẻ, con đường quan lộ của viên Liễu Phàm không được thuận lợi lắm. Sau này, ông tự phản tỉnh bản thân và nhận ra rằng mình không thể dung nạp được người khác. Ông thường cho rằng người khác không xứng đáng và đã làm rất nhiều việc có lỗi với mình. Ông không thể khoan dung và tha thứ cho người khác do tấm lòng không đủ độ lượng. Chính vì vậy mà phúc mỏng không thể thuận lợi. Quan phúc ư lượng, muốn xem một người có phúc khí hay không, sau này có phát triển không, chỉ cần xem tâm của họ có rộng lượng hay không. Người xưa có câu, lượng đại, phúc đại, nghĩa là tấm lòng đại lượng thì được phúc lớn. Độ lượng chính là một biểu hiện của sự khiêm nhường. Người độ lượng khiến cho thế giới của họ trở thành biển rộng trời cao, dẫu cho nhất thời không được như ý, nhưng họ nhất định sẽ thành đạt. Khổng Tử khi gặp Đề Cảnh Công, mặt không đổi sắc và vẫn giữ thái độ cung kính đúng mực. Gặp người tài giỏi hiền đức cũng giống như thấy người ngang hàng, không hề tỏ ra sợ hãi bậc đức hạnh và tài năng, luôn bảo trì nhân cách và lòng tự trọng của mình. Độ lượng chính là thái độ ứng xử. Độ lượng là một dạng tài phú, luôn gắn chặt theo mình, không ai lấy đi được. Độ lượng là một loại cảnh giới, biển học vô bờ, từ chân trời tới góc biển, lấy viền trời làm đường biên. Núi cho dù cao đến đâu, thì khi trèo lên tới đỉnh, ta cũng sẽ ở cao hơn cả núi. Đứng càng cao, nhìn càng được xa. Độ lượng là một dạng tu dưỡng. Người khác có thể không rõ biết được nội tâm họ bao sâu, nhưng họ vĩnh viễn không khiến người khác ôm giữ hoài nghi hay đối địch với mình. Làm được như người độ lượng chân chính, quả không dễ dàng. Nếu làm được như vậy thì bạn chính là bậc đại nhân cách, đại độ lượng và đã là người thành công rồi. Người độ lượng là người vừa nhân nghĩa với người, vừa trung thành với bạn bè, lại biết hiếu thuận với mẹ cha. Người độ lượng là người trầm lắng, suy nghĩ thấu đáo, không ngừng học hỏi. Đối với họ, những việc lớn như tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, dẫu không làm tới được, nhưng trong tâm luôn không thể lãng quên. Người độ lượng, khẩu khí không ngạo mạn, tính cách không nóng nảy, cử chỉ không hèn mọn, xử trí không vụn vặt, có thể thanh thản mà làm tốt trách nhiệm của bản thân, chuyên tâm làm việc đến mức tốt nhất, không vì danh lợi mà tranh mà đấu, không vì tiền tài mà so đo tính toán. Người độ lượng dễ thành công bởi họ là người có cuộc sống thư thái. Nghèo và giàu luôn làm cho con người bận tâm và lo lắng.
Vấn đề giàu và nghèo thường gây cho một số người mất phương hướng và chọn lựa sai lầm con đường đi của mình. Thậm chí có nhiều người đi theo lối sống lệch lạc, không chân chính, đi ngược lại với lương tâm và đạo đức. Thế nhưng, người độ lượng dựa vào cái tâm chân chính của mình để sống. Không của cải hay bạc tiền nào có thể ảnh hưởng hay mua chuộc được họ. Tiền họ có thể chẳng có nhiều, nhưng không vì vậy mà trở thành nô lệ của đồng tiền như những người phàm phu khác. Họ có được cuộc sống bình an và thoải mái vì họ không bị ràng buộc về vật chất. Họ có thể cho đi bất cứ thứ gì họ đang có. Người độ lượng thường dễ thành công bởi họ là người sống tử tế. Sẽ chẳng có người nào sống độ lượng mà không tử tế cả. Họ giúp người khác khi cần, cũng như tạo điều kiện, cơ sở cho người khác có được thành công. Chìa khóa thành công của người rộng lượng là cho đi hơn nhận lại. Tuy nhiên, những điều họ nhận được còn lớn hơn rất nhiều những thứ mà họ cho đi. Người độ lượng thường dễ thành công bởi họ là người thường tin vào luật nhân quả. Người khoan dung độ lượng không xem trọng những thứ họ cho đi, ngoại trừ sự tự do không gò ép. Họ tự tin vào bản thân, họ tin rằng cuộc sống này không mất thì không được. Chính vì vậy, họ cho đi mà không hề toan tính. Nếu bạn không tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, đặt mình lên trên người khác, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tuyệt, không những cho bản thân mà cho tất cả mọi người. Người độ lượng rất tin vào luật nhân quả. Họ tin rằng thiện hay ác, tất cả đều có báo ứng. Vì vậy, tham lam, ham muốn và ích kỷ không có trong từ điển của họ. Không có những lợi ích cá nhân nào làm ngăn trở họ. Họ đối xử với tất cả mọi người bằng con tim và cái tâm. Chính vì những điều đó mà sống độ lượng sẽ khiến con người ta trở nên hạnh phúc. Họ sẵn lòng dành thời gian, tài sản và khả năng của mình để đóng góp cho gia đình và xã hội. Họ cho đi và họ sẽ nhận lại nhiều hơn cả những gì họ cho. Đó chính là quả ngọt, là sự hạnh phúc trong đời.